Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện, cũng như là cái câu chuyện này thì sẽ là câu trả lời cho rất là nhiều câu hỏi của các bạn đã gửi đến mình trong thời gian qua. Đó chính là cái khóa học online do mình đang triển khai, nó được hình thành vào như thế nào và trong thời điểm nào, đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với các bạn, đây là một cái câu chuyện của cá nhân mình liên quan đến đam mê sáo trúc, và rất là vui khi được sự đồng cảm và chia sẻ cũng như là thắc mắc muốn tìm hiểu của các bạn, và mình xin được kể vắn tắt câu chuyện như thế này, đúng không ạ? Vào khoảng tháng 9 năm 2016 thì lúc đó công việc chính của mình là đi dạy, đúng không ạ? Mình dạy theo hai hình thức, một là dạy tại các trung tâm âm nhạc, đúng không ạ? Ở ngoài Hà Nội thì khoảng 4 năm trung tâm gì đấy mình dạy. Cái thứ hai nữa là mình dạy theo hình thức gia sư, dạy tại nhà của các bạn, đúng không ạ? Và dù là cách nào đi nữa thì mình nhận thấy rằng đường xá đi rất là xa xôi, bởi vì mình ở dưới quê, ở dưới đằng Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, lên ở đằng trung tâm như vậy, phía đằng cầu Giấy, Linh Đàm, hoặc là có những lúc thì sang qua cầu Thanh Trì sang bên Gia Lâm, đúng không ạ? Thì rất là xa, và có những cái địa chỉ thì khoảng dao động từ khoảng 40 đến gần 60 cây, đúng không ạ? Rất là xa. Đấy. Thì mình cũng thấy rằng rất là vất vả, vì là có lúc trời nắng trời mưa, đúng không ạ? Đường bụi rồi gió, có lúc nóng có lúc lạnh, và có những địa giờ giấc của các bạn cũng khác nhau, có những lúc thì lại phải chờ đợi để đến ca dạy tiếp theo, và có những lúc thì lại chạy rất nhanh từ địa chỉ này sang địa chỉ khác, nói chung là rất là vất vả. Và nhân viên niềm đam mê thì mình cũng rất là cố gắng. Đấy, thì trong thời gian đó thì cũng có rất là nhiều các bạn đam mê sáo ở nước ngoài, thì ngoài việc mua sản phẩm thì các bạn cũng cũng liên hệ và có nhắn tin hỏi là à, bây giờ có làm cách nào để anh, để chị, để bạn, để mình có thể học online được không? Đấy, thì mình cũng nghĩ là online thì làm sao mà có thể giúp cho các bạn chuẩn nhất được, tốt nhất được như là học trực tiếp, đúng không ạ? Cái suy nghĩ đấy nó luôn có trong đầu mình, và mình nghĩ là à, sẽ không triển khai được khóa học này đâu, đúng không ạ? Và đúng là thời đó thì cũng chưa có ai triển khai cả. Đấy, thì sau đó đấy, thì là mình có dạy tại nhà của một anh ở gần cầu Thanh Trì, đó là anh Phan Công Thịnh, và hiện tại anh cũng là học viên của khóa học online. Đấy, thì anh ấy là một học viên rất đặc biệt, là một chuyên gia về cơ khí, đúng không ạ? Về lắp đặt máy anh rất là giỏi. Đấy, và anh hay phải đi công tác xa, thì mình dạy tại nhà của anh đấy, thì đến tới buổi thứ tư thì anh nói là à, anh lại sắp phải đi Quảng Ngãi để lắp đặt một hệ thống nhà máy bia ở trong đó. Đấy. Thì anh em chia tay, đúng không ạ? Và khi vào đó rồi thì mình cũng giới thiệu anh với câu lạc bộ ở trong đó, anh cũng hoạt động trong đó, và anh vẫn rất là nhiệt huyết với cái niềm đam mê này, và anh cũng có liên hệ à, thì đã triển khai khóa học online chưa, thì anh cũng muốn tham gia học cùng, đúng không ạ? Và từ đó mình nghĩ rất là nhiều về khóa học này. Đấy, thì qua tìm hiểu trên mạng thì mình cũng biết là có một cái tổ chức, đó là Unica, đúng không ạ? Tổ chức chuyên về giáo dục và đa số là về online đấy, thì họ cũng có triển khai về cái khóa học online này rồi. Tuy nhiên là có một điểm hạn chế rất là lớn, đó chính là họ thuê một người thầy về, đúng không ạ? Và người đó thì cái họ sẽ thuê một người thầy về giảng dạy cho các bạn, đúng không ạ? Nhưng họ cứ nói như thế này, đấy. Họ cầm sáo họ nói, đúng không ạ? Và có thể là có một số người hiểu, đấy. Nhưng mà chắc chắn các bạn không bao giờ hiểu được hoàn toàn, hiểu được thành một hệ thống, đúng không ạ? Đấy. Tức là các bạn chỉ được xem clip và các bạn không được người khác kiểm tra cái phần thực hành của chính bạn. Đó mới là vấn đề lớn, đúng không ạ? Đấy. Các bạn thực hiện đến đâu người ta cũng không quan tâm, và thực tế người ta không có một hệ thống để phản hồi ngược lại. Đấy. Thế nên là mình cảm thấy đây là một cái hạn chế rất là lớn của cái hình thức dạy online như thế này. Và đặc biệt đối với sáo thì nó có rất là nhiều cái đặc điểm riêng. Ví dụ như là cái môi đặt không phải là ai cũng giống nhau, đúng không ạ? Rồi cái tay cầm thế bấm, người ngón ngắn, người ngón dài, người môi dày, môi mỏng, đúng không ạ? Đấy, rồi hơi yếu, rồi thì hơi khỏe. Đấy, thì nói chung rất là nhiều cái những đặc trưng riêng của cái bộ môn sáo này. Đấy, và cần phải tương tác trực tiếp. Đấy. Hoặc là sửa được các lỗi đó thì mọi người mới tiến bộ được. Đấy, và qua cái việc nghiên cứu, tìm hiểu, thì mình cũng có đúc rút riêng cho mình một cái giáo trình riêng. Đấy, và đã bắt đầu triển khai khóa học. Đấy. Thì qua một thời gian triển khai khóa học này thì mình thấy rằng up các cái phần trả bài của các bạn học viên ấy, mình cũng rất là bất ngờ về kết quả, vì không ngờ là các bạn lại tiến bộ nhanh như vậy. Khi up các kết quả của các bạn học viên lên
Đấy, thì học viên thấp tuổi nhất là những các bạn biết đấy, thì học viên là 8 tuổi đúng không ạ? À, một bé gái 8 tuổi. Rồi thì có học viên lớn tuổi nhất cũng như là 60 hay là 65 gì đấy. Đấy, thì cũng rất là nhiều tuổi rồi. Đấy. Nhưng mà mọi người tiến bộ rất là tốt trong khoảng tuổi đấy, rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều công việc khác nhau, nhưng thực sự đam mê và mọi người tiến bộ rất là nhanh. Đấy, khi mình up các clip đấy lên thì rất là nhiều bạn quan tâm được khoa học và các bạn đăng ký khoa học. Thời gian đầu thì có những ngày hơn chục học viên tham gia vào khóa học đúng không ạ? Thì cho tới hiện tại bây giờ đang là giữa tháng 11 năm 2017 rồi. Đấy, thì khóa học hiện tại có trên 200 học viên học ở hai hệ, đó là hệ kín và hệ công khai. Hệ kín tức là mình không được phép cung cấp thông tin của các bạn lên trên Facebook hoặc là các cái phương tiện thông tin đại chúng đúng không ạ? Học rất là kín, đó là hiện tại là có khoảng trên 50 bạn. Và cái số học công khai đó là trên 150 bạn. Đấy, và hiện tại là có trên 200 học viên. Đấy. Thì qua một cái thời gian thì cũng không phải bỗng nhiên mà nó phát triển mạnh như vậy đúng không ạ? Tuy nhiên là mình đã cố gắng tổ chức được một cái sân chơi rất là thân thiện, cũng như là có cái nhiều cái ưu điểm, cái nhiều cái đặc điểm mà các bạn học viên đam mê đã tìm đến. Tức là như nào, các bạn có thể được học thoải mái đúng không ạ? Học rất là nhiều, thời gian rất là thoải mái, học phí thì rất là rẻ thôi đúng không ạ? Trong khi các bạn còn có cơ hội được nhận học bổng, cứ 3 tháng chúng ta sẽ lại tổ chức một cái chương trình học bổng để các bạn học viên, ví dụ như khó khăn các bạn sinh viên đúng không ạ, những người gặp khó khăn về tài chính, các bạn hoàn toàn có thể là tôi sẽ kiếm học bổng để tôi bù lại cái số tiền học bổng tôi đã nộp đúng không ạ? Và học bổng thì gần gấp đôi học phí các bạn nhé. Đấy, nên là trong nhóm thì cũng có rất là nhiều cái hoạt động vui, ví dụ như các bạn thường xuyên tổ chức offline, thường là khoảng một tháng gì đấy thì lớp sẽ lại offline ở các cái địa điểm để chúng ta có thể gặp gỡ giao lưu nhau. Đấy, rồi thì trong nhóm mọi người cũng rất là giúp đỡ nhau, cũng như là quan tâm chia sẻ với nhau về những vấn đề trong cuộc sống của gia đình mỗi người. Đấy, hoặc là những vấn đề chung mọi người luôn đóng góp những cái ý kiến và xây dựng để một cái tập thể nó hoạt động rất là sôi nổi, và tôi rất là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình đang sống với cái đam mê của mình, và có rất là nhiều người chung niềm đam mê và đồng hành cùng mình như vậy. Đấy, và thấy các bạn tiến bộ từng ngày như vậy thì mình rất là vui. Đấy. Và cho đến hiện tại qua cái sự tìm hiểu thì tôi thấy có lẽ tôi là người đầu tiên ở Việt Nam tổ chức một cái khóa học online về sáo trúc mà nó có cái sự phản hồi ngược lại, tức là giống như học trực tiếp đúng không ạ? Tôi là người đầu tiên làm được cái điều này. Vì thật ra ví dụ như các thầy, các anh, các chị có chia sẻ trên mạng đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng đó vẫn là chia sẻ một chiều giống như hình thức của Uniga đang triển khai đúng không ạ? Đấy, đó là mọi người chia sẻ rất là chân thành, nhưng có một cái điều là thứ nhất là chia sẻ là không có hệ thống đúng không ạ? Ví dụ hôm nay các thầy các bạn có thể là thích về lễ kép, hoặc có nhiều bạn hỏi thì các thầy chia sẻ về lễ kép, nhưng thực tế nếu các bạn mới đặt môi lên sáo thì làm sao các bạn hiểu về lễ kép để thực hành được đúng không ạ? Đấy, và rất là khó để thành hệ thống. Đấy, và cũng không có phản hồi ngược lại, tức là ví dụ như bạn thực hành lễ kép đã chuẩn hay chưa thì không có ai phản hồi lại ngược với bạn đúng không ạ? Đó thì tôi đã thấy tôi là người đầu tiên được triển khai được khóa học này, và cho đến thời điểm hiện tại thì cũng có rất nhiều người người thầy khác, người thầy trẻ cũng có, và những thầy có kinh nghiệm lâu năm trong nghề cũng có đúng không ạ, tổ chức triển khai về cái khóa học online này. Đấy, tuy nhiên là cái khóa học của tôi cũng vẫn có những cái điểm khác biệt rất là lớn để đến cái thời điểm hiện tại với cái số lượng học viên như vậy, thì các bạn có thể thấy là chắc chắn nó có một cái gì đó, cái sự khác biệt rất là lớn. Và tôi nghĩ là cái khác biệt rất là lớn đó nó ở hai điểm. Thứ nhất là tôi rất là đam mê sáo, và cái công việc chính của tôi hiện tại là dạy online. Chính vì vậy là tôi thường xuyên suy nghĩ làm sao để cắt gọt, để chắt lọc, để có được những cái gì tốt nhất từ cách dạy, cách học đúng không ạ, cho đến tổ chức sân chơi cho các bạn. Và đương nhiên là tôi nghĩ cái gì mà tốt thì nó sẽ có giá trị trường tồn lâu dài. Và đến hiện tại thì cái số lượng học viên như vậy là tôi nghĩ là đông nhất, và chắc chắn là đông nhất qua cái sự tìm hiểu của tôi về các cái khóa học khác. Thì đó là một cái thành quả mà tôi cảm thấy rất là vui, và thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục cái niềm đam mê này
phát triển nó lớn mạnh hơn, để có những cái khía cạnh, những cái điều kiện mới tốt hơn cho các bạn học viên online, cũng như là tổ chức được một cái sân chơi nó thú vị hơn nữa, để cho các bạn có thể là phát triển tốt cái niềm đam mê của mình, cũng như là có được những người bạn chung niềm đam mê để có thể cùng nhau là giúp đỡ nhau mọi cái vấn đề trong cuộc sống, để cái việc đam mê và cuộc sống nó hòa hợp hơn, đúng không ạ? Để mọi thứ sẽ phát triển tốt hơn. Và cũng vừa rồi là cái câu chuyện mình chia sẻ thì cũng đã giải đáp được rất là nhiều câu hỏi của các bạn về cái khóa học online này. Và nếu như bạn nào có quan tâm đến khóa học online này thì các bạn có thể là gõ lên trên YouTube, đúng không ạ? Học viên lớp giáo trúc online trả bài, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là rất nhiều các bạn học viên ở các tỉnh thành khác nhau, đúng không ạ? Và rất là nhiều bạn học viên ở người Việt nhưng đang làm việc ở 97 quốc gia khác nữa ngoài Việt Nam, trên thế giới thì họ đang làm việc và vẫn duy trì cái niềm đam mê của mình. Đấy. Thì các bạn có thể liên hệ với mình qua cái Facebook là Bảo Hiếu, hoặc là liên hệ với cái số điện thoại đang hiện trên màn hình nhé, 097 777 8550 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu, chia sẻ với nhau về cái niềm đam mê sáo trúc, cũng như là sẽ tiến hành khóa học nếu như bạn thực sự đam mê và thu xếp được thời gian và công việc các bạn nhé. Cuối cùng xin chúc các bạn sức khỏe, công việc thuận lợi và luôn dành được một quỹ thời gian cho cái niềm đam mê sáo trúc của chúng ta mỗi ngày. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.